Dạ em trải qua được một mối tình hơn 3 năm. Tụi em chia tay được cũng gần 1 năm rồi ạ. Em nghĩ là do tụi em bị lời nguyền đi Đà Lạt á anh. Xin mời bạn nữ. Chào cưng. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Nam Thư. Chào em. Và em xin chào bạn nam bên kia. Dạ, em tên là Ngọc Bình, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh ở quận 3, quê em ở Lâm Đồng và em đang sống ở quận 9 ạ. Mời bạn trai. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, chào chị Nam Thư và các vị khán giả và bạn nữ bên kia ạ. Em tên là Huỳnh Minh Nhật, năm nay 24 tuổi ạ. Hiện là em là Rap Food ạ. Chở đồ ăn nữa ha. Dạ, em ở quận 12 ạ. Tức là nhà ở đâu? Em ở Tây Ninh ạ. Em tên Bình. Tên Bình thì hay có nickname lắm, em như Bình Thủy nè. Bình em có nickname gì không? Dạ em có nickname là Bình Bò. Bình hả? Bình Bò hả? Ủa sao lý do tên Bình Bò vậy? Dạ tại vì hồi xưa em lên Sài Gòn học là em ở chung với mấy bạn thân của em. Thì hồi sinh viên năm nhất ít môn học quá chị. Xong rồi cứ ở nhà ăn xong rồi ngủ, ăn rồi ngủ. Xong lúc đó là em lên một lần 3kg. Mấy bạn em mới kêu là con này là con Bình Heo. Nhưng mà tại vì Bình Heo thì cái nickname nó không có hay lắm, cho nên đặt là Bình Bò. Cái từ heo nó không vô với chữ bò đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mình nói là cái nick dễ thương mà không sao hết trơn á. Em nói một tí về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ rất là ham học hỏi, cũng biết làm việc nhà rồi biết nấu ăn nhưng mà nấu không có ngon. Làm mấy món mới á chị, xong rồi làm xong đổ không mà không ăn được. Có bao giờ đưa bạn bè mình thử không? Tự nhiên đổ uổng vậy. Hồi xưa thì có người chịu trận là bạn trai cũ, giờ hết rồi chị. Hy vọng là hôm nay sau khi mà em lên chương trình thì có người sẽ chịu thử món ăn của em ha. Dạ. Mà đừng chị hỏi đổ nè. Phí lắm em ha. Đúng dạ. Rồi. Có gì đem tới anh với Nam Thư ăn cũng được. Đúng rồi. Rồi mời bạn trai mình nói một tí về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Thì ưu điểm của em là dễ tính, không uống rượu hấp thuốc ạ. Em là có tính chất bạn nữ rất thích là thích dẫn bạn nữ đi uống trà sữa với đi chơi đi phim rồi. Trai uống trà sữa em nhiều thích không? Lắm chị. Không, em dẫn bạn đi thôi chứ em uống ít lắm nè. Bình cũng thích uống trà sữa nè. Dạ em nghiện trà sữa luôn á chị. Nghiện luôn. Có nào ngày uống 3 ly trà sữa thay cơm không? Có. Thiệt luôn á. Dạ. Hẹn kia lên lần 3kg đó. Dạ. Em gái em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua được một mối tình rồi anh. Hơn 3 năm, tụi em chia tay được cũng gần 1 năm rồi ạ. Nguyên nhân tại sao vậy em? Em nghĩ là do tụi em bị lời nguyền đi Đà Lạt á anh. Tại sao anh không hiểu? Có một cái lời nguyền đồn thổi như vậy. Tất cả các cặp đôi đang yêu nhau đang rất hạnh phúc. Nếu đi về vùng biển vắng thì có thể là hạnh phúc nha. Nhưng mà cứ nắm tay nhau lên Đà Lạt, tận hưởng không khí se lạnh là về cuối cùng mỗi người lạnh một con tim, chia tay. Ủa vậy đó hả? 10 cặp như chục ai nhắc tay nhau lên Đà Lạt về cũng chia tay đúng không em? Dạ đúng chị rồi. Sao thấy ai yêu nhau cũng Đà Lạt hết vậy ta? Không lẽ họ muốn chia tay? Dạ nên là ví dụ mà có quen bạn nam bên kia là em không có đi Đà Lạt chơi đâu á nha. Em cũng từng dắt người yêu đi Đà Lạt. Ủa vậy hả? Chia tay. Vậy thôi mình chuyển qua Đà Nẵng đi. Ừ vậy đi. Còn bạn nam? Dạ thì em trải qua được một mối tình 3 năm ạ. Từ năm học lớp 12 đến lúc em học đại học năm 2 ạ. Ủa giống nhau ta? Hai bên đều có mối tình 3 năm. Giống người nào kéo rào qua hai bên nó ủa gặp rồi. Ủa người yêu cũ. Ủa đi Đà Lạt nè. Có nào vậy không? Không em chưa đi Đà Lạt ạ. Em đi núi Bà Đen nên chia tay ạ. Trời đất ơi. Không đi núi Bà Đen luôn nha em. Không luôn nha. Dạ. Bắt lẹo. Thôi tới bạn mối hẹn hò. Nắm tay. Em, công việc của mình là Grab Food là giao thức ăn đúng không? Dạ đúng rồi chị. Có nào bị bom chưa? Dạ thì em đã mập lên được vài ký rồi đó chị. Trời ơi, thương quá. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Anh không hiểu bom hàng là gì. Thương anh Linh quá. Tức là ví dụ như em đó, gọi điện tới giao tới em cái pizza nha. Chỗ nhà em địa chỉ đó đó đó. Đó xong giao tới chị bận rồi hoặc giao tới thứ ba cái khách vừa gọi không nghe máy thì bạn phải ôm cái bánh bánh pizza tả bánh đặt. Pizza lại cửa hàng ai nữa vô anh mua trả tiền rồi đem ra mà chết mồ không em. Em chở em anh tới năm chén chè sôi nước, năm chén chè đậu, năm chén chè gọi là khoai môn, năm chén chè hạt sen, năm ly chè cốc tay. Em chở liền đi. Anh cũng đổi tên đi, cái gì mà anh đặt về nhiều dữ vậy anh Linh? Anh đổi tên Quyền Linh. Đổi tên gì? Tên xui quá. Bậy bạ, tên Quyền Linh dễ thương muốn chết. Thư hỏi nè, trước khi mà em làm cái công việc giao hàng này á thì em làm cái gì? Em học đại học xong ạ. Đại học gì? Giao thông vận tải ạ. Rồi làm đúng nghề rồi. Học giao thông thì giờ chạy xe cũng tham gia giao thông vậy.
người ta làm mà ngành gì à? Ngành nói vui gì thôi. À, ngành điện tự động tàu thủy à. Tại sao là cuối cùng em lại tại đi làm? Tại em thấy là em chọn không có đam mê với đó nên em chuyển. Hồi đó ai chọn cho em giao thông đường thủy đó? Tự chọn à. Tự chọn rồi sao nói em không hợp? Tại hồi đó em chọn đại à. Sai lầm của bạn trẻ là học đại, thi đại rồi chọn đại đó. Tôi phải nghiên cứu rất là rõ đúng không? Có mẫu người lý tưởng gì không? Giống chị em à, được rồi. Giống chị em sao? Chị em ngồi dưới á nè. Chị em đó đó hả? Dạ. Trời ơi dễ thương quá. Xinh xắn quá trời. Coi coi giống chị em không nha. Em chào anh Quyền Linh. À chào em, cũng dễ thương. Nhưng khác cái đôi mắt kiến thôi. Em nói cho anh Linh biết cái mẫu người lý tưởng của em là như nào. Đúng rồi, sao? Cao hơn em, từ 1m68 trở lên. Có cao. Dư à, không quá mập. Không thể mập. Biết quan tâm, chia sẻ. Có. Ăn uống thoải mái. Nếu bị bom hàng. Muốn ăn gì có đó. Dạ không gia trưởng. Không có gia trưởng này dễ lắm, kêu gì đem tới đó. Cái gì cũng có chứ. Gì nữa? À không hô, không hói. Hai hờ hả? Có không? Bên có, anh có dính hờ này không? Có đứa nó nói ba hờ nữa. Không hô, không hói, không hôi. Này có hai hờ đỡ hơn á. Để coi coi được mấy hờ. Thơm. Hổng hô, hổng hối. Mà còn thơm à? Hơi hơi thơm. Dạ vậy được rồi. Được rồi đúng không? Cái mẫu người lý tưởng mà gái của em là em nói rồi. Nhưng mà ngoại hình thì sao, em muốn sao? Thì cũng như có làn da sáng. Cũng như xinh sáng nhỏ nhắn xíu là được. Làn da sáng là sáng sao? Thì cũng như là trắng trắng xíu là được. Bên này đen lắm anh ơi. Em đừng lấy chị em ra so sánh nha. Bên này em cũng sáng vậy trời. Đúng rồi, đàn gái cũng sáng. Đen trời, sáng á chị. Trời chị cũng đen sáng. Em ơi ngâm ngâm da nâu nhìn lâu thích lắm. Dạ chỉ cần cái mặt sáng là được. Ừ có sáng. Em dạ. Không thích đàn ông cái điều y. Gì vậy trời, anh Linh anh hỏi gì vậy? Hơi lộn. Em không thích cái điểm nào ở phụ nữ? Ừ. Vô lễ với người lớn à. Ai đâu vô lễ, em là không có đâu. Hơi hay ghen cũng không vấn đề. Không ghen thì người ta thương mình người ta mới ghen nên trời. Không là vấn đề gì ạ. Hơi hơi dữ xíu cũng không sao. Không sao. Hơi nóng tính một xíu. Em chịu chịu đựng giỏi lắm ạ. À. Còn em không không thích gì ở người đàn ông? Dạ, không thích hút thuốc, không thích thả thính lung tung. À, hay không thích gì? Có thả thính lung không? Tung, thính bay lung tung dạ, là không thích, đúng không? Em là quen em là phải cam kết với em là một thôi, mà quen em mà sơ cua nhỏ khác nữa là em không chịu. Cưng cưng. Mình có hay thích cho sơ cua nhẹ gì không? Em mà nếu như mà yêu ai thì sẽ là chỉ một người. Còn lúc mà chưa yêu thì có thể sẽ tìm hiểu nhiều người ạ. À, anh nói rõ quan điểm, hợp lý. Được. Tức rồi. Là nếu mà trong quá trình tìm hiểu thì anh có quyền tìm hiểu nhiều người. Ừ. Đúng mà đã yêu thì xác định chỉ một. Không, chị hoàn toàn đồng ý. Thế là quan điểm rõ ràng rồi đó. Ừ. Bây giờ hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Em gái đi với ai? Hôm nay dạ, hôm nay em đi với sếp và đồng nghiệp của em ạ. Ý kiến của sếp thế nào? Chào chị. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Rồi, chào Nam Thư. Dạ, chào chị. Chào em trai. Và cũng chào bên họ nhà trai. Em tên là Phương Nga, là quản lý trực tiếp của bạn Bình. Em thấy bạn trai bên đây thì chị thấy là bạn rất là hiền. Cũng phù hợp với em. Dạ, em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Cho tôi gặp đại diện đàn trai thế nào. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Chào quý khán giả. Chào em. Thấy bạn gái bên đây thì cũng dễ thương. Thấy hai bạn này cũng hợp, dễ thương. Em mong hai đứa cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn em. Cảm ơn. Bây giờ mình mở rào nha, cho hai trẻ gặp mặt. Thì em có món quà muốn tặng cho anh. Ở trong này là một cái khung hình. Bây giờ thì nó chưa có hình ai hết, nhưng mà em hy vọng là mai mốt mình tìm hiểu sâu hơn thì cái khung hình này sẽ để hình em với anh. Cảm ơn em ạ. Bây giờ nghe nói đàn gái hát hay lắm, mình hát bài tặng đàn trai cái coi. Anh hát chung với em đi. Bài gì vậy? Bài một nhà. À. Khi hai ta chung một nhà, kẹp đôi mi chung một giờ, đôi khi mơ cùng một giây, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta mơ chung một lối đi, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hát không nhìn nhau tình cảm gì chứ thiệt hai đứa này.
Bây giờ nhìn mặt nhau nè, tình cảm đó, nhìn thẳng vào nhau. Dạ nhìn rồi anh. Đó, chúng ta cảm nhận gì về người đối diện? À, anh gặp em, anh thấy em sao? Có giống trong tưởng tượng của anh không? À, là cũng như là nhỏ nhắn hơn so với tưởng tượng ạ. Nhưng mà anh thích người nhỏ nhắn. Dạ. Em về cảm nhận thế nào về ảnh? Em thấy ảnh rất là hiền, đẹp trai, cao hơn em. Không biết là công việc của anh như vậy thì anh làm từ sáng đến tối luôn hay là sao? Dạ bình thường là mình làm từ 6 giờ sáng mình tới 4, 5 giờ chiều mình về. Rồi buổi tối mình dành thời gian cho bạn bè và giải trí. Dạ. Vậy công việc đó thì anh định làm đến khoảng thời gian bao lâu nữa? Chính xác là bao lâu nữa anh? Dạ là khoảng thời gian là khoảng 1 năm mấy nữa. 1, 2 năm nữa khi mà anh dừng công việc đó thì anh dự định anh làm công việc gì chưa? Là mình về xin về khu công nghiệp ở gần nhà mình làm về điện à. Vậy là anh sẽ đi về quê? Đúng rồi ạ. Dạ. Anh có gì hỏi em không? Thì em có thể cùng anh về quê Tây Ninh được không ạ? Dạ nếu ở đó có công việc cho em thì em cũng rất là sẵn lòng. Mà quan trọng là cái lúc mà trong quá trình quen anh đối xử với em như thế nào nữa. Thì anh ở quận 12, em ở quận 9. Tuy có xa nhưng mà anh có thể chạy xuống được. Nếu mà tương lai hai đứa lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Em nắm. Em thẳng thắn vậy luôn hả? Em nắm, kinh tế lấy nhau về là em là người nắm. Anh chỉ việc đưa tiền cho em thôi, mọi việc cứ để em lo. Đúng, chính xác. Tiền của anh là tiền của em, mà tiền của em cũng là tiền của em đúng không? Dạ đúng rồi đó chị. Rồi hợp lý. Dứt khoát vậy đó hả? Dạ. Rồi em hỏi mỗi tháng em chi cho anh bao nhiêu phần trăm trở lại? Em Nhật. Hỏi đi Nhật. Mình mạnh mẽ lên, sao cứ ngồi nhìn dưới đất vậy? Dạ thì cũng như là anh cũng có bạn bè đó, nếu như anh đi bạn bè thì em có chi cho anh một phần nào đó được không? Có, tất nhiên là sẽ có một khoản riêng, ăn nhậu hay là đi chơi gì đó là có khoản riêng rồi. Nhưng mà anh đi chơi ở đâu đó anh phải nói với em biết, đặng em chi tiền, còn nếu mà không nói thì em không chi. À vậy hả? Dạ. Ví dụ đi cà phê là tiền cà phê riêng 50-70. Dạ. Đúng không? Dạ. Đi nhậu là khoảng 500-700. Dạ. Còn đi karaoke? Dạ ví dụ như mà nếu mà chính xác nhất là tốt nhất là mang bill về. Dạng giống như là công ty vậy đó. Mang hóa đơn về cho tôi thì trả tiền. Trời ơi. Có bill nữa hả? Đem bill. Chà căng quá giờ. Thật ra rồi. Là hồi nãy nha em giỡn anh thôi. Còn mấy cái này cứ là dậy đi, anh đừng có để bụng nha. Anh cũng muốn dậy mà. Dạ. Trời dạ. Ơi à. Mạnh mẽ lên cưng. Nãy giờ em nhìn cô gái này nói chuyện nãy giờ đó, mình cảm giác trong con người mình có thay đổi chút xíu gì về nhịp tim không? Dạ nãy giờ là tim em là cũng như là tăng lên mấy lần rồi đó anh ơi. Tăng lên mấy lần rồi ha. Còn em thấy Nhật sao nè? Dạ em thấy bạn ấy rất là hiền. Nếu mà bạn ấy quen em thì chắc em phải huấn luyện bạn ấy giữ thêm xíu nữa. Bạn hiền quá. Dạ. Hiền quá. Không nhưng mà em cảm thấy cặp này hợp khủng khiếp. Ừ nhưng mà huấn luyện riết nó giữ hơn mình là mệt lắm á. Giờ mình nắm tay cái cho hết run được không? Dạ được. Điện tới liền. Nhìn thẳng vô mặt bạn gái, nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Nắm hai tay bỏ cái túi kia xuống đi. Đưa đây chị cầm cho. Rồi, nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Mai mốt về tiền bạc anh đưa hết, em muốn cho nhiêu cho. Ừ. Mình thấy, anh thấy bạn, anh thấy em rất dễ thương hả? Hai mình cùng cho nhau cơ hội nha. Nhìn mặt ta anh nói anh không nhìn em. Đúng rồi. Không có thiệt tình. Anh thấy em rất là dễ thương, hay anh với em cho nhau cơ hội cùng bóng nắm nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi. Cảm ơn em. Trở về ghế. Dễ thương hết sức hà. Đây là cô gái làm sale mà. Rất là năng động. Đúng rồi. Rất là lanh lợi. Còn em trai thì rất là hiền. Ta bôm hoài là đúng rồi đó. Có thường gì học quá. Kinh nghiệm ở đây nha. Rồi. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Để tay vào nút hết bấm thời nè. Gian. Đây là quyết định của cuộc đời các bạn đó. Chúng ta nếu không rung động con tim, chúng ta không cần bấm. Để cho người khác bấm. 3 2 1 Hết giờ. Hết thời gian. Chúc mừng em. Đây quà của cưng nè. Đấy, cầm. Nắm tay nhau đi. Sao em gái bấm chậm vậy? Có gì mà băn khoăn không? Thật ra đối với em thì bạn ấy khá là hiền, vậy là được rồi. Nhưng mà còn phần công việc thì em muốn bạn ấy thay đổi. Thì khi nào tụi em tìm hiểu nhau, nếu ok thì em sẽ bắt bạn ấy thay đổi.
Chị tin là với cái gọi là cái sức mạnh lớn lao của tình yêu thì Nhật sẽ thay đổi. Không có, đôi khi là tạo cái công việc đó nó vất vả nhưng nó có một sự trải nghiệm rất là tốt. Dạ. Chị ấy cũng học đại học ra mà cũng có bằng cấp, cũng giỏi đấy. Bây giờ thì xin phép sếp với chị ha. Xin chị cho em hôn bạn gái một cái à. Rồi, từ từ bình tĩnh. Từ từ bình tĩnh nha. Bắt đầu. Gì vậy? Hùng đi, hùng đi. Gì vậy? Rồi. Xuống dưới má. Hùng cái trên trán vậy, hùng trên má nữa, lỗ. Vậy thì em hùng lại đi. Đúng cho không? Cho nó huệ. Cho nó huệ. Chủ động mạnh mẽ lên. Anh Đức thích tính cách của em đó. Ừ. Bắt đầu. Hùng đi, hùng đi, hùng đi, hùng đi. Rồi, hay quá. À, em thơm. Thấy là chưa đụng quá. Em là em thấy thơm. Không, chưa đụng không được. Chưa đụng kìa, chưa đụng. Người ta nói chưa đụng. Nào, bắt nhón. Đầu. Bên kia thấp xuống. Ừ. Cái này nhón lên. Bắt đầu. Rồi. Rồi chưa? Một chút rụt rè, một chút cảm nhận về yêu, sự yêu thương.